Hello, xin chào anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ quay những cái gì mới thì mình quay lên nha các bạn. Tiếp tục ngày hôm nay hôm qua mình cũng có về cá rất là nhiều. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem có những cái dòng cá nào mà các bạn có thích không. Rồi các bạn có thể ghé cho mình. Rồi ok, thì như thường lệ đi. Rồi thì đây thì mấy con còn có hai con cái hồng bi Ấn Độ nè, quay cái lộn. Con đây là con quên tên rồi. Ở đây đây, da beo trắng nè. Đây các bạn, thấy không? Da beo trắng các bạn. Rồi tiếp tục, đây là cá bảy màu Mỹ à. Rất là nhiều nha các bạn. Đây. Cái màu Mỹ rất là nhiều. Đây cũng còn một số nữa các bạn. Đây bầu thường, bầu học sinh đó. Rất là nhiều. Bầu sinh thì một chút xíu nữa mình sẽ quay cho cái lô ra mới về nhiều lắm. Đây các bạn, đây là phương gôn. Đây các bạn, phương gôn. Quay hướng này để vợ thấy không? Rồi, phương gôn luôn. Giá rẻ bình dân luôn các bạn. Sáng nay mình quay chung như mấy dòng ra luôn các bạn. Đây là cá cũ các bạn, cá cũ. À, cá cũ nha các bạn, Hồng Nhung. Hồng Nhung nha các bạn. Rồi đây là xi canh xanh. Các bạn nào muốn xi canh xanh, rồi đây. À, đây cũng là cá đập rò luôn. Và đây là ngựa giả quan nha các bạn. Ngựa giả quan thì cũng như cá đập rò luôn. Ngày hôm nay phải có cái đây. Đây là rên chu các bạn, rên chu và kèm theo mấy anh chuột cà phê. Chuột cà phê cũng còn cho ba con nha các bạn. Rồi đây xi canh vàng luôn, xi canh vàng rất là nhiều. Đấy, xi canh vàng rất là nhiều các bạn. Rồi có còn mấy em xi canh sọc này các bạn, còn có mấy em thôi. Ở đây là cái lô cá bảy màu này, như mình nói nè. Đấy, cá học sinh này các bạn. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều các bạn. Đấy, cái lô này các bạn tha hồ mà lựa luôn. Cá học sinh rẻ. Đây còn cá rồng Indo nhỏ đó, còn có hai em các bạn. Rồi đây là cái dưới anh đào các bạn, dưới anh đào xay đĩa luôn rồi nè các bạn, dứt anh đào lâu kính trước. Rồi dưới anh đào nước hơi đục nha các bạn. Đây là neon vua thì mình mới về luôn nha các bạn. Neon vua rồi, neon vua rất là đẹp, mình rất thích cái bài này. Và đây nha các bạn, đây là những dòng cá chợ luôn. Đây là Nana nha các bạn. Nana cái nhiều em size bự xích đĩa luôn rồi. Nana nha các bạn, Nana là thẻ sinh rất là đẹp nha. Đây là Ngân Bình các bạn. Con mình sai sẽ to sẽ khói luôn ạ. Sai đĩa hết rồi các bạn. Rồi mình tiếp tục quay cho các bạn xem. Đây là Ali.
các bạn, đây lên các bạn, nước hơi đục. Rồi nước ale cho các bạn đủ màu. Rồi tiếp tục, đây là sạch gấm các bạn, rất là nhiều em đang gốc ra này các bạn thấy không? Sạch gấm giá bình dân luôn nha các bạn, còn hai em đỏ xuân tím rất là nhiều. Rồi, dưới đây thì có kép tài nhiều luôn các bạn, tài nhiều đóng. Đây là vàng ba đuôi và rinh chu nha các bạn. Rinh chu Sami đây nha các bạn, rất đẹp. Giá bình dân luôn. Đấy. Còn bộ rễ ở đây nha các bạn. Đây. Buông màu nha các bạn, buông màu đủ màu. Buông màu đủ màu. Đấy. Buông màu đủ màu luôn nha. Rồi, ở dưới là có kim ngân kim sơn các bạn, kim ngân kim sơn. Rồi. Thẻ chung phụ kiện rất là được. Nhiều lắm nha các bạn, nhiều dòng cá. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Rồi. Đây. Đây là các bạn biết rồi đó. Đây. Đó, rất là nhiều, nhiều một vậy. Ở dưới đây là có ngân long rồi các bạn. Đây có phượng hồ. Đó, phượng hồ nha các bạn. Và đây nữa. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ông tiên đen các bạn, ông tiên đen rất khỏe, cá này cũng cũ lâu rồi, rất khỏe. Đây là bên bon các bạn, bên bon mình mở cánh tím cho nó các bạn. Rồi bên bon rất là đẹp luôn, bên bon. Rồi có bên là két, két hai màu, két hòn tổ châu phi rồi lại lộn xộn rồi. Rất là nhiều, rất là đẹp. Rồi bên đây ông tiên trắng các bạn, ông tiên amino mực đỏ. Đấy, hàng này cũng lâu lâu mới có các bạn. Đây là ca tượng bêu rất đẹp luôn. Còn ít dòng ba đuôi các bạn, vàng ba đuôi các bạn. Đấy, các bạn có thích vàng ba đuôi với cá coi cũng còn nhiều. Còn cá coi dưới đây các bạn. Rồi cái video thì mình xin kết thúc các bạn. Hẹn các bạn những video lần sau.
nhớ mình xin like các bạn, xin like mình cái động lực các bạn. Rồi, xin cảm ơn.